Lần đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình có một lời chào lời chúc đến toàn thể anh mình, cô bác, chị em gần xa nhé. Có một buổi coi video thật là vui vẻ, thật là mạnh khỏe bên gia đình và người thân. Đó thì cứ vào cái chương trình này thì xe máy Phương Nam mình sẽ lên video ấy, chia sẻ đến mọi người các cái mẫu xe bên cửa hàng mình có anh em ạ. Thì đợt này mình về cũng tương đối rất là nhiều xe ấy, Rebel, MSX các kiểu anh em ơi. Thì anh em nào mà cần tư vấn hoặc là cần giao lưu, cần trao đổi cái dòng xe gì nhắn tin giúp mình nhé. Zalo là 0385524819 và số điện thoại là 0977355248 mọi người ạ. Đây, YouTube mọi người đang coi là bơm xe máy mọi người nhé. Đấy, cửa hàng xe máy Phương Nam rất là nhiều xe. Đấy, xe nào cũng có, xe nào cũng mua hết. Anh em mình nào mà cần tư vấn hoặc là cần giao lưu, đó, cần trao đổi cái dòng xe thì nhắn tin mình đi nha. Moto Mini MSX mới về, xe đẹp tuyệt vời luôn. Con này thì hứa hẹn với mọi người là mình sẽ cố gắng lên cái video clip gọi là sớm nhất trong chiều ngày hôm nay nhé. Ở đây mình có thêm một con Rebel phiên bản 150 đúng không ta? Cái này Rebel 125 mọi người ạ. Đấy, bản 2 đĩa anh em nhé, một trước một sau. Bên mình thì nhiều xe lắm, anh em mình mà cần tư vấn hoặc là cần trao đổi liên kết với cái dòng xe thì đừng quên gọi là để lại cho bên mình một cái bình luận phía dưới anh em này. Sugar Z mới về này, rồi Rebel 170 này, đó, đa màu sắc anh em ơi. Anh em thích cái con xe nào, thích cái mặt hàng nào thì cứ việc gọi là để lại cho bên xe máy Phương Nam mình một cái bình luận phía dưới anh em ơi. Cửa hàng mình đi chuyên xỉ lẻ các cái dòng xe điện anh em nhé. Đây, quá trời xe luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một số cái dòng xe điện trước đi nhỉ. Ok nhá. Xe điện thì đây này anh em này, mình đang có hai cặp xe điện Anna giá rất rẻ luôn, chỉ với con giá là 5 củ 5 thôi. Đấy là người đã chốt một em xe điện rẻ đẹp này nhá. Anh em mình nào mà đang có là con anh em mình học ấy, cái nói chung thì cũng sắp đi học tới nơi rồi, cho nên là mọi người mau kiếm một con xe để cho các bé nhà mình đi học nào mọi người. Xe rất đẹp mà giá cực kỳ rẻ nhé, đồng giá hai em là 5 củ 5. Rồi bên này mình có thêm một mẫu xe điện Ani tiếp này. Đấy, con này cũng 5 củ 5 lốt luôn. Rồi xe điện Gol GT5 này mọi người, chỉ với con giá là 4 củ 5 thôi là có xe rồi. Mình thì nhiều xe lắm, mọi người nào mà kết được con xe điện nào thì nhắn tin bình luận phía dưới giúp mình nha. Rồi một chiếc xe điện Sunfast đâu, Super mọi người ạ, Super nhá. Mẫu này thì đi chơi đi phố rất là ok. Đấy, để lại luôn cho mọi người với một con giá cũng tương đối là rẻ, chỉ với 6 củ 2 là có xe rồi. Rồi xe điện Gol GT tiếp này. Đấy, Gol GT5 nhá, giá 4 củ 5 luôn. Xe điện mẫu mới đời mới cho nên là cái giá thành nó cũng khá là rẻ anh em ạ. Rồi Sunfast giá rẻ tiếp này. Xe điện đâu? Super ấy, cứ nhầm Super với Sunfast biết thôi anh em ơi. Super đang bán luôn giá là 6 củ 2 anh em nhé. Đấy là có một con xe điện Sunfast rồi. Rồi xe điện Dike này mình đang còn 1, 2, 3 con này mọi người ạ. Đấy, xe điện Dike. Mọi người nào thích những cái mẫu xe điện Dike mẫu mới đời mới như này thì thì đây chính là một sự lựa chọn khá là ok mọi người ạ. Đây nhá, có nghe nhạc kết nối Bluetooth đàng hoàng đầy đủ luôn. Anh chị em mình nào thích cái dòng xe điện nào thì nhắn tin bình luận phía dưới cho mình nhá. Ấy, đồng giá là 5 củ 5 thôi. Đây rồi này, mình ở đây mình có thêm mấy con xe gọi là xe gắn máy rồi xe điện đời mới này. Đấy, mọi người cùng chờ tin tốt từ mình đi, mình sẽ review cập nhật hết cho mọi người tham khảo này mọi người. Ở đây nhá. Một chiếc xe điện mẫu Sunlux G8. Đó, mẫu này thì đời mới cho nên là cái giá cả nó cũng khá là rẻ, phù hợp cho mọi người túi tiền ít thì có thể cân nhắc qua những em này. Đấy, hiện tại mình đang ra bán xe điện Sunlux G8 với con giá là 7 củ thôi nha, 7 củ đó có xe. Rồi một cặp xe điện Honda Sachia. Đấy, mẫu mới đời mới đây nhá. Tất cả đồng giá là 6 củ thôi ạ. 6 củ là có một con xe điện mẫu mới đời mới rất là rẻ này. Rồi mẫu xe điện Super. Đấy, Super giá rẻ nữa đây mọi người nha. Super này thì đang bán với con giá là 6 củ 2 thôi. Đấy, một con xe điện Super mà cái giá thành nó cũng tương đối rất là rẻ này mọi người. Rồi xe điện VC mẫu K1 mọi người nhá. VC K1 hàng nội địa đây. Xe đẹp cực kỳ nha anh em nhá. Hàng nội địa anh em. Đó, rẻ cực kỳ luôn, chỉ với 9 củ khoai thôi là mọi người đã chốt một con xe điện VC hàng nội địa rồi mọi người. Rồi bên này mình có thêm một số cái dòng xe như là mẫu VC K1 đời mới này. Đây. Đấy, đây là mẫu 2024 nhá, có LED, đã có cái đèn LED này. Cái thì đi bằng đèn LED, cái thì đi bi cầu, đấy, rất là nhiều thứ anh em. Màu hồng rồi màu kem sửa đồng giá, con này đâu? Khác giá nhá, con này 10 củ này. Con này thì 11 củ này, hai em này đồng giá 11 củ này anh em ơi. Đấy, mẫu mới đời mới cho nên là cái giá thành nó cũng tương đối rất là rẻ, phù hợp cho mọi người gọi là điều kiện kinh tế khó khăn, muốn chơi xe thì có thể cân nhắc qua những con xe này. Đấy, xe là mình bao là xe mới 100% mọi người nhé. Rồi lên phía trên này thì có thêm một số mẫu gọi là xe máy mọi người.
Đây Future 1 đây này. Future 1 màu đẹ sơn xanh tím rất là đẹp mọi người ạ. Chỉ với con giá là 14 củ thôi chốt rồi em Future đẹp này rồi. Anh em mình nào mà chưa có xe đi thì cứ việc gọi là để lại cho bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình một cái bình luận, cái comment bên dưới nào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà đã đồng hành cửa hàng mình nhá. Trong này thì mình mới về thêm cho mọi người được một số cái dòng xe tay ga. Ấy chủ yếu là tay ga mình sẽ review hôm nay chủ yếu toàn là xe tay ga đi mọi người nhé. Đây là tay ga này, Pacy này. Đấy, rồi Inplus này, rồi nhiều lắm mọi người, Attila, Novo các kiểu mọi người cùng chờ tin tốt của mình nhá, mình sẽ đi review hết này mọi người. Attila phiên bản đồng hồ LED FI. Con này thì đang bán luôn cho mọi người với một con giá rất là rẻ mọi người ạ. Đấy mọi người không nghe nhầm đâu, ngày hôm nay mình đang giao bán với con giá là 15 củ nhá. Đấy 15 củ một con xe điện, gọi là một con xe máy tương đối là cái giá nó khá là rẻ, phù hợp cho mọi người gọi là dễ dàng đi này anh em. Đấy 15 củ có xe rồi, Vespa màu đen tròn. Đấy, đèn vuông, đèn tròn mình đều có đầy đủ hết mọi người nhé. Hiện tại con đèn tròn này mình đang bán với giá là 25 củ, lên cảng kiết rồi lên gác gang này đầy đủ hết anh em ơi. Đấy, giá có 25 củ thì quá là rẻ luôn cho một con xe anh em ạ. Anh em nào thích cái con xe Peppa này thì chốt ngay đi anh em ơi. Đấy, tại vì không còn cái con giá nào rẻ hơn cái con giá ngày hôm nay mà mình đưa ra đâu anh em nhá. Rồi xe điện đâu, xe Attila tiếp này. Attila phiên bản đồng hồ LED đây màu trắng thì rất là lâu rồi mình không có về Attila mà màu trắng này rồi ạ. Đấy cũng lâu lắm rồi, hơn 5 rồi mọi người. Giá có 15 củ có xe rồi. Rồi một chiếc Attila tiếp này, Attila phiên bản đĩa bay, để lại luôn cho mọi người với con giá là 4 củ nhá. Rồi một chiếc Inplus, Suzuki Inplus. Đấy giá có 13 củ có xe rồi. Rồi Yamaha Novo 4 này anh em này. Đấy 6 củ là chốt của em, Novo 4 tuyệt vời rồi anh em ơi. Rồi Suzuki Inplus đẹp tuyệt vời luôn, biển số đẹp anh em nhé, 48 Đắk Nông này. Đấy thấy không? Suzuki nha, tuyệt vời luôn. Chỉ với con giá là 18 củ là có được em Inplus này rồi này. Rồi Honda Pacy. Pacy giá rẻ nha, chỉ với 6 củ là có được một em Pacy. Đấy đẹp như trong tranh vẽ luôn. Con này hồi xưa mọi người mua thì mọi người phải tính bằng tiền đô mọi người ạ, không có rẻ đâu nhá. Pacy hàng gọi là ok lắm mọi người ạ. Đây này, trong này mình còn nhiều xe lắm, anh em thích cái dòng xe nào thì cứ bình luận phía dưới video nhé, mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tất cả anh em ơi. Đấy anh em mình cứ cùng liên hệ cho cửa hàng mình biết nào anh em ơi. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ở đây này nhiều xe lắm, như đây mình có thêm con Saab Đài Loan này, SYM SH Đài Loan giá cực kỳ mềm, chỉ với 9 củ là có Saab Đài Loan. Rồi Honda Lee, đấy 6 củ là có Honda Lee rồi anh em nhé. Rồi Attila phiên bản xăng cơ để mọi người, em này là 5 củ rồi bản FI thì 9 củ đấy, FI xăng cơ rồi đồng hồ LED có đầy đủ hết nhá. Ở đây như con này thì bản xăng cơ này, ấy giá 5 củ này, rồi con này FI này, Elizabeth đây tuyệt vời luôn. Đấy để lại hôm nay cho mọi người với con giá là 8 củ nghe ạ. Rồi Yamaha Novo 6 của mọi người đây. Đấy dạo giờ gần đây thì mình thấy mình đăng mấy con Novo 6 này thì rất là nhiều anh chị em mình vô hỏi, mình bảo là Novo 6 còn hàng không thì chắc chắn là nó vẫn còn hàng rồi nhá. Đấy giá để anh em con này là bao nhiêu đây ạ? 13 củ nó có một em Novo 6 đẹp tuyệt vời rồi. Đấy quá rẻ luôn. Rồi Attila màu đẳng cấp này, đồng hồ LED này. Đấy biển số 68 Kiên Giang. Đấy xe đẹp cực kỳ anh em nhá. Anh chị em cô chú nhà mình nào á mà đang có cái thiện chí nhu cầu về cái mẫu xe mình thì chốt ngay đi ạ. Như này đang bán giá là 15 củ rồi, Future V1 giá rẻ 16 củ là có Future 1. Rồi Zalut để lại mọi người em này là 15 củ nhá. Rồi Novo 6 này, Novo 6 bao nhiêu đây, 14 củ luôn này mọi người. Novo 6 14 củ quá rẻ luôn. Rồi một chiếc Novo 5. Đấy Novo 5 thì anh nào thích nhá, Novo 5 thì cứ comment bình luận phía dưới cho mình nhá. Hiện tại mình đang bán luôn con Novo 5 này với con giá là 9 củ thôi mọi người ạ. 9 củ là con Novo 5 rồi, Attila phiên bản FI. Đấy xe đẹp máy chất anh em nhá. Giá có 9 củ thôi. Đấy. Anh em nhà mình nào mà thích cái dòng xe nào thì có thể để lại cho bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình một cái bình luận phía dưới anh em ơi. Đó thì cũng là những cái mẫu xe mà mình cũng review và cập nhật nãy giờ cho anh mình cùng tham khảo rồi. Anh chị em mình nào mà tham khảo cần ưng kết được con xe nào thì nhắn tin lên đây cho mình biết nhé. Cửa hàng mình ở ngay ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ mọi người ship xe xa toàn quốc luôn. Đấy thì trước khi xuống video mình cũng xin phép chia sẻ lại luôn cái địa chỉ cửa hàng mình cho anh nào chưa biết nhé, và số điện thoại luôn. Số điện thoại là 0977355228, còn Zalo là 0385524819 nhé. Đấy bán xe trả góp ship xe xa toàn quốc anh em ơi, YouTube bơm xe máy nhé. Đấy anh em nào ưng kết được con xe nào nhắn tin cho mình biết thế nào anh em ơi. Ok ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người một buổi gọi là coi video của mình thật là vui vẻ, thật là mạnh khỏe bên gia đình và người thân. Đấy anh chị em mình nào kết con nào thì đừng quên gọi là để lại cho bên mình một cái lượt đăng ký kênh nhá. Ok.